Xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau soi kèo trận đấu giữa Liverpool và Brighton. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Premier League tại sân vận động Anfield, diễn ra vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 1 tháng 10. Trong những mùa giải gần đây dưới sự dẫn dắt của Graham Potter, Brighton đã có được những bước chuyển mình rõ rệt khi liên tục làm khó được các ông lớn. Liverpool cũng không phải là một ngoại lệ khi dù luôn được đánh giá cao hơn nhiều ở mỗi khi đối đầu, nhưng trong 5 trận đấu gần nhất, Liverpool cũng 3 lần đánh rơi điểm số khi hòa 2 và thua 1. Liverpool, 9 điểm sau 6 vòng, 2 thắng, 3 hòa và 1 thua, rõ ràng đang không có được một khởi đầu như ý, nếu không muốn nói là cực kỳ tệ hại trong nhiều năm trở lại đây. Họ chật vật lắp ghép Darwin Núñez, bản hợp đồng 100 triệu euro vào đội hình, và trong khi Núñez còn chưa thể thích nghi với hệ thống mới, thì hàng loạt trụ cột của The Reds liên tục lăn ra chấn thương, để Jurgen Klopp buộc phải cho ra sân những đội hình chắp vá, vá đụp và điển hình như trận thua 2-1 trước Manchester United. Chưa hết, do phải tinh chỉnh đội hình sao cho phù hợp với Núñez, vậy nên những cá nhân buộc phải thay đổi lối chơi hoặc chuyển sang chơi hỗ trợ nhiều hơn như Mohamed Salah hay Trent Alexander-Arnold vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi. Tuy nhiên, quãng thời gian gần đây cho thấy phong độ đi lên của nửa đỏ vùng Merseyside. Khi trừ đi trận thua khó hiểu trước Napoli tại C1, The Red đã thắng tới 3 và hòa 1 trong một trận đấu mà Jordan Pickford đã chơi quá xuất thần và ngăn cản Liverpool rời sân với 3 điểm. Với 3 bàn và 3 kiến tạo, Roberto Firmino trên lý thuyết vẫn là người đang có phong độ tốt nhất trên hàng công. Tuy nhiên, hầu hết số kiến tạo và bàn thắng này đều đến từ trong trận đại thắng 9-0 trước Bournemouth. Cá nhân xuất sắc nhất của Liverpool hiện tại phải là Luis Diaz, khi 3 bàn ghi được là không đủ để nói về độ gánh team của cầu thủ người Colombia. Hàng thủ của đội bóng áo đỏ cũng hoạt động rất hiệu quả dưới sự chỉ huy của Virgil van Dijk. Họ chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 5 trận gần đây nhất. Tuy có dấu hiệu đi lên là vậy, nhưng thực tế Liverpool lại thua 4 trên 5 kèo gần nhất, nổ 3 tài và 2 xỉu. Với 13 điểm sau 6 vòng đấu, Brighton hiện đang chiếm trệ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây của chim mòng biển là cực kỳ thuyết phục khi họ đã giành tới 4 chiến thắng sau 5 trận gần nhất và chỉ để thua có 1. Tuy nhiên, Brighton vừa mới chứng kiến một sự mất mát lớn khi Potter, người dẫn dắt họ trong quãng thời gian đã qua, vừa chọn rời Brighton để tiếp quản chiếc ghế huấn luyện tại Chelsea. Tuy nhiên, huấn luyện viên Roberto De Zerbi cũng là một người rất đáng trông chờ khi triết lý của ông là phù hợp với Brighton. Trong mùa giải này, bóng biển hiện đang phô diễn một lối đá cực kỳ biến ảo, liên tục hoán đổi và di chuyển với những sơ đồ và biến thể cực dị trên sân, khiến cho đối thủ không thể dễ dàng bắt bài. Hàng công của bóng biển đã ghi được 11 bàn sau 6 trận, gần chạm đến ngưỡng 2 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ cũng chỉ để lọt lưới có 5 bàn. Theo kèo châu Á, Brighton trái ngược với Liverpool đã thắng tới 4 trên 5 kèo gần nhất, đồng thời nổ 3 tài và 2 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 3, với việc 3 trên 5 trận đấu gần nhất của hai đội đều kết thúc dưới 3 bàn, chọn xỉu sẽ là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Liverpool chấp 1,5. Mức chấp tương đối sâu so với phong độ hiện tại của The Reds là lý do để chúng ta đặt chọn niềm tin vào Brighton, dự đoán Liverpool 1-0 Brighton. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.